không bảo đi sớm từ lúc này, tôi cũng có lần xuống đây rồi, 2 giờ đi. Càng dài thế này mà. Cái đường này nó gọi là đường gì? Đường này đường là 2B đấy. 21B, 21B đấy. Cái này là địa phận Thanh Oai. Bây giờ là chiều đến nó bắt đầu nó mới đổ bộ quê ra, không hiểu. Đúng rồi. Đấy. Các ngã hy vọng bây giờ là 3 giờ 41 là nó đổ bộ ra thì đến khoảng độ 4 giờ này nó hết. 4 rưỡi 5 giờ là hết. Anh em mình ra là xong. Không, ở quê thì một là nó ra tối hẳn vì nó ăn cơm. Còn không có nó phải ra cái giờ như thế này. Đấy, tôi cũng nghiên cứu rồi chứ phải không đâu. Cho nên là tôi cứ về quê ngoại từ ngày có ô tô ạ. Tôi cứ phải chén mẹ bữa thứ hai tôi mới ra. Ra tội đéo gì thì mẹ về nhà lại phải nấu. Vẫn lại phải ăn. Vẫn phải...